Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì các vận động viên sẽ bước vào vòng chung kết giải BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022. Thật tuyệt vời khi mà các vận động viên Việt Nam có thể thi đấu vòng chung kết vào đúng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Năm vận động viên của Việt Nam sẽ bắt đầu tee time và Đỗ Hồng Giang là golfer thi đấu ở nhóm xuất phát đầu tiên cùng với golfer Thái Lan Sajawat Siriprasit và golfer Fidel Concepcion của Philippines. Người yêu golf Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp giải đấu trên Golf News hoặc có thể đến sân BRG Đà Nẵng Golf Resort, sân Lake Claus để có thể theo dõi và cũng như cổ vũ cho các vận động viên của Việt Nam.